Tuấn có đẹp, xin chào anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu với anh chị và mọi người một tác phẩm Nhất Long Vần Ngọc của bên em anh chị nhá. Chất liệu là bằng gỗ lu kháo ạ. Như anh chị thấy thì bên em chế tác hẳn 3 viên ngọc anh chị nhá. Rất là đẹp ạ. Sau đây em xin quay gần lại và giới thiệu cho anh chị về tác phẩm Nhất Long Vần Ngọc này của bên em. Đây ạ. Đầu tiên thì đây là mặt chú rồng anh chị ạ. Em sẽ quay mặt chú rồng đầu tiên cho anh chị này. Đó anh chị thấy. Đó. Mặt chú rồng rất là đẹp. Rất là đẹp anh chị nha. Đó, chi tiết vảy rồng này. Đó, vảy rồng, mấy em chặt tỉa bằng tay rất là kỹ, rất là chi tiết luôn ạ. Đó. Những viên ngọc này, đó, lu đây anh chị nhá, lu kháo này, đó, hoa lu đây rất là đẹp, đó, rất là nhiều, rất là đẹp anh chị nhá, rất là tuyệt vời đây ạ. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. Một chú Nhất Long Vần Ngọc vừa tam ngọc anh chị nhé, ba bên em đục chế tác 3 viên ngọc mà. Đó. Rất là đẹp, dáng thế chú rồng bay rất là uyển chuyển, rất là đẹp anh chị nhé, rất là độc đáo đấy ạ, rất là mềm mại, gọi là chú rồng dáng bay rất là mềm mại uyển chuyển. Đấy, em sau đây em sẽ quay mặt sau cho anh chị nhé. Đây mặt sau anh chị ơi. Đó, rất là đẹp. Thì nhắc đến rồng thì anh chị chắc là anh chị cũng biết rồi. Rồng là một loài linh vật anh chị nhá, một loài linh vật chuyên chiêu hút tài lộc này. Đó, và một loài một trong những loài động vật chí tôn. Đó, tượng trưng cho sức mạnh này, quyền uy. Đó. Tượng trưng cho sức mạnh quyền uy và tượng được chạm khắc trên những ngai vàng thời xưa của vua chúa đấy ạ, ngai vàng và áo bào đấy ạ, nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy anh chị nhá. Ngoài ra rồng thì còn có thể giúp mọi người là xua đuổi tà ma này, đó trấn trấn trạch xua đuổi tà ma, nó mang lại vận khí may mắn tốt đẹp đến cho gia chủ. Đó, một tác phẩm rồng rất là đẹp và mang rất là nhiều ý nghĩa. Đó. Ngoài ra rồng còn có thể chiêu hút tài lộc, đó, một trong linh vật chuyên là chiêu hút tài lộc bậc nhất cho anh chị nhé. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Và kích thước của tác phẩm này ạ, chiều cao là 91 ạ, ngang là 70 và chiều sâu tác phẩm này là 40 anh chị nhé. Kích thước em đo là bao gồm cả kỹ cho anh chị rồi ạ. Rồi anh chị chỉ về việc chỉ việc đặt ở vào vị trí thích hợp trong gia đình mình thôi ạ. Rất là tuyệt vời. Chú rồng dáng thế bay rất là tuyệt vời anh chị nhá. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Chất liệu là bằng gỗ lu kháo anh chị nhá. Anh chị nào yêu thích tác phẩm này, muốn đặt hàng tác phẩm này thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0389 889 968 anh chị nhá. Để đặt hàng và sở hữu tác phẩm này ạ. Tác phẩm vô cùng tuyệt vời của bên em. Còn bây giờ thì em xin phép mọi người, em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của bên em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.